Tử vi tuổi Bình Thân 1956, tháng 7, âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, như mệnh chủ tuổi Bình Thân được đánh giá là những người thông minh, nhanh nhẹn và sáng tạo. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã có ý thức tự lập cao. Đến khi trưởng thành, họ có thể tự mình giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống mà không cần nhờ cậy, cầu cứu bất kỳ ai. Nhờ sự khéo léo trong giao tiếp của mình mà tuổi Bình Thân được mọi người yêu quý và có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Họ thường gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, cả đời an nhàn mà vẫn đầy đủ của cải, không lo thiếu thốn về vật chất. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Bình Thân trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Bình Thân sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ tuổi Bình Thân trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Thân nói chung và gia chủ tuổi Bình Thân nói riêng rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích tự do, đi du lịch, trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị ở xung quanh mình. Người tuổi Bình Thân năm 1956 theo ngũ hành thuộc mệnh hỏa, tức mệnh lửa, thường có sự quyết đoán cùng ý chí cứng rắn, luôn kiên trì bền bỉ đến cùng theo đuổi đam mê của bản thân mình. Đây là tiếp người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ, che chở cho cả đội. Tuy nhiên, đôi khi vì quá cứng đầu, bảo thủ, không nghe lời mọi người nên mối quan hệ với đồng nghiệp không được tốt. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, gia chủ tuổi Bình Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Nhưng mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Bình Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần gia chủ nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho gia chủ những thành tích như mong muốn. Người tuổi Bình Thân trong tháng Bình Thân, mọi phương diện đều ở mức ổn định. Ở tuổi này, công việc hay tài lộc không còn là vấn đề được gia chủ đặt nặng. Đã nửa đời người bươn trải cơm áo gạo tiền, lúc này là thời gian để gia chủ nghỉ ngơi, quây quần, sum vầy bên gia đình, con cháu. Bính dương hỏa gặp bính dương hỏa nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Bình Thân cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Năm 2021 thái tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế, nghênh đón thái tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bình Thân sinh năm 1956 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, cho phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Bình Thân trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 7 âm lịch của gia chủ tuổi Bình Thân cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông, bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp gia chủ tuổi Bình Thân có công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình.
Bên cạnh đó, gia chủ cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Bản mệnh sẽ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Tháng 7 được dự báo là quãng thời gian thuận lợi nhất trong năm trên mọi phương diện với gia chủ tuổi Bình Thân. Với những người Bình Thân nhiều tham vọng, tháng 7 này không phải là tháng quá may mắn. Gia chủ cần bình tâm trở lại nên đặt sự ổn định lên đầu. Không nên đầu tư vào các dự án mới trong thời gian này. Vậy nên trong thời gian này, gia chủ tuổi Bình Thân được các chuyên gia phong thủy khuyên hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp gia chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành, may mắn cho gia chủ. Đồng thời khi mang vòng tay bên mình, gia chủ sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. 2. Về mặt tài lộc, tiền bạc. Tháng này gia chủ tuổi Bình Thân về tài lộc khá ổn định, việc làm ăn hợp tác rất tốt. Nên tận dụng thời gian này để tìm đối tác phù hợp cho những kế hoạch sắp tới. Người làm kinh doanh nói chung công việc ổn, thu về nhiều tiền, có thể dùng vốn đầu tư thêm. Chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình, gia chủ sẽ mở được thêm nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư. Nếu đầu tư lớn cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình là như thế nào để phòng bị lừa gạt. Nhưng gia chủ tuổi Bình Thân là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh rồi hỏng bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 7 âm lịch. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bình Thân, sinh năm 1956, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với gia chủ tuổi Bình Thân đã có gia đình, nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của gia chủ, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của gia chủ tuổi Bình Thân. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu, làm mai. Người đã có gia đình sẽ bị hiểu nhầm vì những mối quan hệ khác phái, thân thiết, nguy cơ làm rạn vỡ mối quan hệ đã có, cơ sự minh bạch trong các mối quan hệ. Lời khuyên cho những người tuổi Bình Thân. Họ không thể hiện trùng khớp với mong muốn của gia chủ, với những người đối phương cũng rất chân thành. Mỗi người sẽ mang một cá tính riêng biệt, do đó cách thể hiện tình cảm, lối sống cũng khác nhau. Ngoài ra thời gian này, gia chủ cũng nên đeo vòng tay gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp gia chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Từ đó giúp gia đạo luôn được yên ấm, hạnh phúc. Đồng thời đá mã não đỏ còn mang lại sức khỏe, sự hưng thịnh, trường thọ cho gia chủ trong thời gian sắp tới. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Về cơ bản, tình hình sức khỏe của gia chủ tuổi Bình Thân khá ổn định trong tháng này. Gia chủ không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Hẳn nhiên là khó tránh được bệnh vặt. Tuy nhiên tinh thần tích cực, lạc quan, mọi việc sẽ ổn. Người trẻ nên kết hợp công việc và nghỉ ngơi hợp lý, trong khi người trung niên nên hạn chế thức khuya, tập luyện. Phụ nữ Bình Thân, trong khi người tuổi trung niên nên hạn chế thức khuya, cần tập luyện hợp lý. Phụ nữ Bình Thân nên chú ý các bệnh vặt như phụ khoa, đau dạ dày. Áp lực từ công việc là không tránh khỏi với gia chủ tuổi Bình Thân trong thời gian này. Gia chủ cần sắp xếp, bố trí thời gian biểu hợp lý, vừa đảm bảo hoàn thành công việc, vừa có thời gian nghỉ ngơi. Gia chủ tuổi Bình Thân sinh năm 1956, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Bình Thân sinh năm 1956. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành,
đại thị trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Bình Thân có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm Sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tị, tam hợp tý, thiên thành thủy cục, xung dần, hình dần, hình hội, hại hội, phá tị, tuyệt mão. Đối với người tuổi Bình Thân trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 3 tháng 7, tức ngày mùng 10 tháng 8 dương lịch, nạp giáp canh dần. Thứ hai, ngày âm lịch 15 tháng 7, tức ngày 22 tháng 8 dương lịch, nạp giáp nhâm dần. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 7. Thứ ba, ngày âm lịch 27 tháng 7, tức ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch, nạp giáp giáp dần. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi mệnh chủ Bình Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên, sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ Bình Thân tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 6 tháng 7, tức ngày 13 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Quý Tỵ, nạp âm Trường Lưu Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 18 tháng 7, tức ngày 25 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Ất Tỵ, nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 30 tháng 7, tức ngày 6 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Đinh Tỵ, nạp âm Sa Trung Thổ. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận trình tử vi của tuổi Bình Thân trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tranh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý vị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Bình Thân trong tháng 7 âm lịch, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Mọi người đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.